Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, thành phố Biên Hòa đã xảy ra 12 vụ cháy nổ, làm chết 2 người, tăng 2 người chết so với cùng kỳ năm 2021, gây thiệt hại về tài sản ước khoảng gần 1,5 tỷ đồng. Về cứu nạn cứu hộ, trong năm 2022, trên địa bàn xảy ra 3 vụ, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cứu được 2 người. Ngoài ra, công an thành phố Biên Hòa đã kịp thời xuất 41 lượt xe cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, kịp thời tổ chức xử lý 41 tin báo cháy so với cùng kỳ giảm 20 tin. Bên cạnh đó, trong quá trình chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Biên Hòa đã ngăn chặn không cho cháy lan, cháy lớn, bảo vệ nhiều tài sản cho doanh nghiệp và nhân dân gần các vụ cháy. Tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa cùng Công an thành phố, Công an các phường, xã tiếp tục rà soát, thống kê bổ sung thêm danh sách các cơ sở được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Tập trung vào các hộ gia đình vừa ở vừa kết hợp kinh doanh, tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này, đảm bảo công tác kiểm tra được thực hiện định kỳ. Đặc biệt, chính quyền các địa phương phải tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát, nắm tình hình thực tế đối với các cơ sở chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đi vào hoạt động. Chú ý các chợ, công trình xây dựng đi vào hoạt động trước khi luật phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực, không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý dứt điểm đối với các cơ sở nêu trên. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã tặng giấy khen cho gần 55 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2022.